Chương 110. Sự ban cho thắng lợi. Nhân danh Allah đấng độ lượng, đấng khoan dung. Khi Allah ban cho thắng lợi và ngươi chinh phục được Mecca, ngươi sẽ thấy thiên hạ từng đoàn gia nhập tôn giáo của Allah. Lúc đó, ngươi hãy tán dương Thượng Đế của ngươi và hãy xin Ngài tha thứ cho ngươi. Quả thật Ngài là đấng tha thứ.